Thì cái buổi học đợt này đó, thì cũng cộng với hôm tháng 8 vừa rồi làm qua xe rồi cái chuyến mà thay đổi để thành công. Thì lô bác cái hôm tháng 8 vừa rồi cái thay đổi để thành công đó, thì đảm nghĩa là cái chuyến đó là tạm là một đường mới rồi em. Tại vì mình nghĩ mình đi học những cái lớp mà thay đổi để thành công á là để mình có những cái gì mình mang lại các chị. Nhưng mà hôm tháng 8 vừa rồi đó thì mình đi học xong cái khóa đó về thì hình như là mình không còn cái gì để mình mang. Là giống như anh Tiên hay nói cái câu mà nếu mà anh chị muốn mua quần áo mới, mình hãy bỏ đi những cái quần áo cũ, mình hãy mua quần áo mới. Thì chỉ có như vậy thì mình mới biết quý được những cái mới mình mua về. Giống như trong cuộc sống mình cũng vậy. Làm hồi nào giờ làm cứ nghĩ là những cái mình có là như nó rất là tuyệt vời anh chị. Nhưng mà từ ngày mà làm bước vào New Skin á, làm học được cái giá trị của New Skin là những cái mình đang có là không phải những cái mình đang cần. Mà mình có nó chẳng qua là tại vì hồi xưa giờ mình không có cái gì khác cả. Cho nên đó là một cái điều làm thấy cái khóa thay đổi thành công nó rất là giúp mình rất nhiều. Rất là làm cho mình thấy được cái cuộc sống của mình như thế nào. Nhưng mà để nói về cái khóa này, cái đợt này, thì cái cuốn sách này mới là hình như là nó mới là của mình các anh chị. Đảm tưởng là Đạm Nam đã là một người không có cái gì để Đạm bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà đúng ngay cái tháng này thì lại có cái lớp này. Thì khi có cái lớp này rồi đó thì nó mới cộng lại với cái thay đổi thành công, thì Đạm mới phát hiện được là những cái mình thay đổi các anh chị nó connect trong cuốn sách này. Chứ không phải là những cái mình thay đổi mình bỏ đi là mình không có gì hết. Thật sự mình anh anh em chúng ta mình có, mình có những cái có mà nó không có giá trị thì mình phải bỏ nó đi. Nhưng mà trong cuộc sống mình nó có những cái rất là giá trị nhưng mà mình không có giữ nó cái gì. Mình không biết sử dụng nó, chứ mình không có giữ nó. Mình sử dụng nó không đúng chỗ, hoặc là mình chưa sử dụng đúng mức của mình. Cho nên rất là cảm ơn anh Điền, phải công nhận anh Điền mới sử dụng. Đạm lúc mà khi mà mình Đạm quyết định làm nghỉ công việc của mình á là đi làm giúp bà xã làm công việc New Skin này, thì mình cứ nghĩ là mình đang làm có tiền, bây giờ mình muốn nghỉ cái công việc này để làm New Skin để mình có tiền nhiều hơn các anh chị. Nhưng mà sau 6 tháng, 8 tháng mình còn đảm làm công việc New Skin là mình mới cảm thấy là mình đi học những cái khóa của anh Điên và chị Dung và mình có phát hiện điều hình như cái công việc New Skin là không phải để mình làm kiếm tiền nhiều hơn là công việc mình đang làm. Tại vì hình như cái công việc mình đang làm hình như nó an toàn hơn là công việc New Skin các anh chị. Nhưng mà có một cái điều mình cảm thấy mình thành công được trong công việc mình bắt đầu làm New Skin là ở con người mình. Tại vì khi mà mình làm cái công việc New Skin này đó thì mình thấy hình như là mình biết quý mình biết khó khăn với mình nhiều hơn, mà mình hình như mình biết dễ dàng với người khác hơn. Từ từ xưa giờ hình như Đạm ít bao giờ Đạm cho người ta là đúng, hình như là Đạm lúc nào cũng đúng nhiều hơn. Nhưng mà từ ngày mà Đạm học được những cái lớp mà Đạm vào New Skin và Đạm mới phát hiện ra được một điều á, cái hay nhất của con người, của bản thân anh em mình là gì? Mình phải làm khó mình. Mà hình như càng ngày mình càng làm khó mình, tự nhiên mình cảm thấy cái cuộc đời này nó vô cùng dễ. Nó dễ mà nó dễ Đạm không tưởng tượng được. Thật sự mà nói các chị, Đạm chưa thành công, Đạm chưa là một người team mà lý gì hết. Nhưng mà Đạm nhớ một cái câu của chị Phương Lê hôm tháng 2 vừa rồi nói ở công ty là cái công việc New Skin nó dễ là dễ ẹt. Thì lúc đó mình nói chị, mình nói trong đầu mình nói bạn thành công không nói chữ dễ ẹt là đúng, thì tôi đang mò cũng chết. Không có nói là mình làm nó thật sự cái gì. Nhưng mà đến ngày hôm nay mình chưa có phải là team mà lý cái gì. Nhưng mà mình phát hiện ra được một điều, cái công việc New Skin thật sự nó dễ. Nó dễ cái chỗ là mình không đặt nặng về cái cuộc sống về tiền bạc, mà mình đặt nặng cái bản thân của mình với con người mình tiếp xúc cái gì. Thành thử ra cái câu mà anh Điên, mà mình đi học được ở anh Điên về những cái lớp thay đổi thành công, và nhất là trong cuốn sách này, là một cái điều là mình phải design cái bản thân và cuộc sống của mình. Không ai design. Mà hồi xưa giờ hình như là mình chỉ làm thôi, chứ mình không biết design hay mình chỉ vẽ ra một cái gì mình muốn. Nhưng mà rất là cảm ơn những cái khóa thay đổi thành công Đạm đi và thiết là những cuốn sách này. Thì Đạm hứa với các anh chị đó, cuốn sách này đó sẽ có một ngày Đạm đọc cho các anh chị là những cái gì Đạm có trong đây. Đó là một cái là